Có yêu cầu gì cần lưu ý không? À, cao, to, đẹp da nhưng phải thơm. Thơm gì nữa không? Anh vừa phỏng vấn em bảo không làm nghề gì? Không làm nghề Grab như em. Vì sao? Vì phơi gió phơi sương ngoài đường hơi khổ. Hello, lại là việc Cupid Day. Hello, em tên gì? Em tên là Hồng ạ. Học sinh năm bao nhiêu? Em 202 ạ. Đến từ đâu? Em đến từ Ninh Bình. Học tương lai, thích yêu người như nào anh tìm luôn trong hàng ngang này này. À, cao to đẹp dai là được ạ. Không có đâu. Cao to đẹp dai, rồi. Bây giờ đi tìm luôn nhá. Vâng ạ. Có yêu cầu gì cần lưu ý không? À, cao to đẹp dai nhưng phải thơm. Thơm gì nữa không? Anh vừa phỏng vấn em bảo không làm nghề gì? Không làm nghề Grab như em. Vì sao? Vì phơi gió phơi sương ngoài đường hơi khổ. Thôi. Ok, bắt đầu đi tìm nhá. Đi tìm luôn nhá. Vâng ạ. Ai muốn làm quen với em Hồng Grab thì vào đây luôn. Yêu kiểu gì? Anh đi đâu em đi đâu đấy. Rồi, còn ai nữa? Bốn Hồng đây. Rồi. Hồng ơi á, anh có thấy ai gọi không? Đâu, ông này cơ đầu cắt môi đúng không ông này? Đi sang bên này ngắn thôi. Ôi thôi em ơi, có vẻ cơ bản là có ghép đôi mới nhỉ? Có vẻ đông lắm rồi đấy. Đây chị ơi, lên luôn. Lên vào đây người. Lên luôn. Đây, đi sang đây đi em ơi, anh thấy là đông lắm rồi em ạ. Đông lắm rồi, thôi không cần phải thêm đâu. Có ai vào nữa không? Hồng Grab. Ok, cho đi em, anh thấy đông lắm rồi đấy. Bắt đầu, ra đây. Giới thiệu tên tuổi và quê, xin mời bạn nam đầu tiên. Em giới thiệu, em tên Tuấn, em 204, em ở Ninh Bình. Ok. Chào bạn, mình tên Hải, mình 202 nhỉ? Alo. Chào em, anh tên là Bình, sinh năm 93, quê Thái Bình. Chào em, anh tên là Kiên, anh sinh năm 96 của anh ở Đông Anh. Bây giờ chị nhé, em 207, em ở Phú Thọ. Cái gì 207 đây á? Tin cái nào là được? Con cơm vào cái mặt gương mặt 207. 207 ạ? Tin được không? Không. 207 hay 97? 207. Em xương gió lắm đấy. Thật đấy. Rồi tiếp tục. Chào chị, em là Đẹp, 206 đến từ Dubai. 206 á? Anh bắn vài câu Dubai à? Messi beaucoup beaucoup ạ. Ok, rồi ra bên này. Em tên Tiến ạ. 20 mấy? Đã 22 ạ. 22 đến từ đâu? Em đến từ trái tim của bạn Hồng ạ. Ok, rồi đi ra đây nào. Ô, thêm ông này nữa à? Không ạ, em đứng này nãy giờ. Em đứng đây nãy giờ, thế em giới thiệu lại đi, chưa có cam mà đêm. Em tên gì, sinh năm bao nhiêu? Em giới thiệu với mọi người, em tên là Kỳ Anh. Em sinh năm 2005 và em ở Hòa Bình. Ok, Kỳ Anh đứng xuống cuối cho anh nhé, để cho đúng record nhé. Thử thách đầu tiên, gây ấn tượng với bạn nữ bằng một câu thả thính hoặc bằng một hành động hoặc bằng một tài năng của bạn. Thả thính đi anh ơi. Bắt đầu. Đi quay lọ thì làm sao mà ngỏ lời được yêu em? Đi quay lọ thì làm sao ngỏ lời yêu được em? Đi quay lỏ làm sao ngỏ lời yêu được em? Rồi tiếp sang bên này nào. Thiếu 500.000 là anh đủ một cổ, thiếu em nữa là anh đủ một đôi. Nhà em có bán điệu không? Tao anh nhìn em hay quá. Em một năm giờ Thái Bình, anh xin hứa chung tình với em. Ôi mấy ông này học thuộc hết à? Em xin phép bắt tay. Bắt mẫu ấy. Em xin bắt tay. Chị vũ thí cho em cái bắt tay. Bắt tay à? Cũng bắt tay luôn, con cứ thả thính đi. Bắt tay năng hát hò gì hát đi. Hát gì á? Hát nhiều rồi. Tôi nghe bao giờ đâu. Tôi còn chưa bao giờ thấy ông lên ghép đôi luôn đấy. Em hát bài... Hát một đoạn đấy em. Không đoạn, không đoạn, không đoạn. Đắp mộ cuộc tình luôn à? Đắp mộ cuộc tình. Hai đồi thông hai mộ ấy. Người về từ lòng đất à? Đoạn đầu okay. Anh vẫn nhớ những lúc em hé môi cười, hay những lúc vu vơ hờn ghen. Anh sẽ nhớ mãi mãi những lúc bên em, dù cách xa con tim hoài mong. Tình yêu anh cho em khiến em thay đổi, và bình minh cho anh thương xót nhớ em, viết lên bao câu chuyện và hai ta vẫn luôn nguyện thôi. Ok, hài hóa, giọng ấm nhá. Rồi mời bạn. Em dùng hành động đúng không ạ? Ok. Em có thể bế bạn ấy đi một vòng chưa được không? Chưa, vòng sau em ơi, đoạn này chưa được. Nhanh thế. Bây giờ anh gợi ý em. Xin phép ôm bạn gái. Xin phép ôm bạn gái được không ạ? Được ạ. Ok, ôm đi. Rồi, ok, xin mời tất cả các bạn nam vào sau quay. Sau 3 giây tiếng nếm ngoài, anh hãy chọn giúp anh hai bạn vào vòng tiếp theo bằng cách chạm lưng. Hai thôi. 3, 2, 1, bắt đầu.
mời đẹp. Rồi ok, cảm ơn các bạn nam còn lại rất nhiều. Xin chào và gặp lại. Em đứng vào giữa hai bạn nam luôn. Ok anh Hà luôn. Bây giờ nha, chúng ta sẽ có một thử thách liên quan thể lực, test sức khỏe hai bạn nam. Có tương tác với bạn nữ, em chọn thử thách gì? Có những thử thách gì ạ? Bế đứng lên ngồi xuống, chống đẩy ngồi lên lưng, bế đi một vòng. Hoặc là bế trái chân trái trong vòng 30 giây. Chống đẩy ngồi lên lưng ạ. Thì ác lắm. Ok, 12 bạn nam và tổ tí, ai thua thực hiện trước nào. Rồi, 10 bạn nam tảo bò. Ok, em lên đây. Quay live stream mình không quay được. Ông đá cam về mặt các bạn bên này đi. Ok. Co chân lên. 3, 2, 1, bắt đầu. Quay gần mặt bạn nam. Quay gần mặt bạn nam được. Quay gần mặt bạn nam được. 1, 2, co chân lên mới được tính. 3, bây giờ cái này. 4 gái, ok. Rồi, mời bạn nam tiếp theo. Cần mặt bạn nam này. Bắt đầu nào. Co chân lên mới được tính này. 1, chưa được 1. Co mới được tính, ngồi thẳng vào. Ok, bắt đầu. 1, 2, 3. Rồi, cái đó chưa. Năm. Sướng à, thích à? Bạn này khỏe thế, cười sướng thật. Ok, sau 3 giây tiếng đếm qua, anh hãy cho giúp anh một bạn vào vòng tiếp theo bằng cách giơ tay lên. Ai cổ vũ cho bạn nam mặc áo bò cho chàng vỗ tay. Ai cổ vũ cho bạn nam mặc áo da cho chàng vỗ tay. Quyết định nằm ở em. 3, 2, 1, xin mời câu trả lời từ bạn nữ. Ok, rồi, cảm ơn bạn nào lại rất nhiều. Hãy để chắc chắn anh cứ lắng nghe tình muốn gì, nói cho em nghe. Bây giờ chúng ta sẽ có 1 phút tìm hiểu và làm quen với đối phương. 1 phút bắt đầu. Anh giới thiệu lại đi ạ. Mình xin giới thiệu lại một tí là mình tên là Ký Anh. Mình sinh năm 2005, mình đến từ Hòa Bình. Em tên là, tớ tên là Hồng, 202, ở Ninh Bình. Không biết chị có mấy mối tình rồi ạ? Chị mới có 1 người yêu cũ. Đây là Hồng Hải Nhi à? Em đã bao giờ yêu Hồng Hải Nhi chưa? Chưa. Em thì đã bao giờ yêu các chị chưa? Em chưa yêu. Chưa yêu bao giờ. Tức là hôm nay là vào chứ mất hồn đầu anh ạ. Tin được không? Không, không tin ạ. Chắc chắn tôi cũng không tin luôn. Giao diện biết boy này. Em muốn good boy. Rồi ok, tiếp luôn. Nói lại luôn, tiếp luôn. Đâu em bad boy đâu, em chỉ good thôi. Good boy thôi. Good boy ạ. Tin được không? Không tin. Nhìn giao diện bad boy lắm. Chúng em ngoan, chị cứ tin rồi em. Thế thì cho chị thử tin một lần hay sao? Cũng được ạ. Cho luôn nhá. Ok, từ từ em hỏi đi, công việc bạn này làm gì nhớ, bạn Grab sao? Em đang làm gì? Em đang học tại Học viện học Dược học cổ truyền Việt Nam. Dược cổ truyền Việt Nam? Y Dược học cổ truyền Việt Nam. Y Dược học cổ truyền Việt Nam. Tức là tương lai làm bác sĩ? Vâng. Không làm Grab yên tâm. Thế làm bác sĩ để chữa lành những tổn thương ở trong trái tim chị. Ây da, kinh quá. Hỏi chị đang làm công việc gì? Chị đang làm công việc gì hiện tại? Hiện tại thì chị đang làm spa, nhưng chị buổi tối chị chạy Grab để kiếm thêm thu nhập. Chị giống em cũng chạy Grab. Thế có yêu nữa không? Đấy cũng làm rồi này. Cũng làm Grab nhưng mà kiếm thêm thôi, còn sau này làm bác sĩ mà. Tức là thấy có tương lai hơn này, ok. Vâng ạ. Rồi ok, xin mời hai bạn quay lưng lại với nhau nào. Sau 10 giây tiếng đếm của Vi Hoàng, nếu như hai bạn đồng ý cho nhau một cơ hội tìm hiểu và làm quen với đối phương thì hãy quay mặt lại, và nếu như không đồng ý thì đi thẳng. Nên nhớ đây mới là cơ hội làm bạn làm quen, chưa phải làm người yêu nha. 10 giây bắt đầu. 10 9 Các bạn có hiểu cái cảm giác đấy không? 8, các bạn có hiểu cái cảm giác đấy không? 7 6 5 4 3 2 1 Xin mời trả lời từ hai bạn. Ok. Ok, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Rồi, đôi này không thành công rồi các bạn ạ. Ôi, đôi này không thành công rồi các bạn ạ, nhưng mà không sao, chắc là chưa đủ duyên thôi. Các bạn đừng quên like, sẽ subscribe cho Cupid và SB Entertainment. Còn bây giờ thì hôm nay tôi ốm quá rồi, xin phép mọi người nhá, đi về đi ngủ. Bye bye.